Dạ thưa quý các bạn, thì hiện giờ Dũng Chiến đang có mặt tại tháp 10 Đồng Tháp. Dạ thưa quý các bạn, thì thời gian vừa qua thì ở An Giang cũng có xuất hiện một cái cặp trâu gọi là Tiên Đồng Ngọc Nữ. Dạ thưa quý các bạn, thì hôm nay Dũng Chiến cũng đã tìm được một cái chủ nhân khác có một cặp trâu y chang một cặp trâu của một cái chị ở bên An Giang cũng Tiên Đồng Ngọc Nữ luôn. Dạ thưa quý các bạn, thì nhiều người nói là cặp trâu đó quý và có giá trị thì lên đến là hàng trăm triệu. Còn ở tháp 10 cũng có một cặp trâu y như vậy mà bây giờ chưa biết là cặp trâu nào sẽ có giá trị hơn cặp trâu nào. Thì bây giờ Vũ Chiến mời tất cả quý vị theo chân Vũ Chiến đến nhà của anh Trung để mình tìm hiểu coi cặp trâu anh Trung từ đâu mà có, rồi là có giống y chang cặp trâu của cái chị bên An Giang, cặp trâu Tiên Đồng Ngọc Nữ hay không. Bây giờ đây Vũ Chiến đang có mặt tại nhà anh Trung đây. Dạ em chào anh. Rồi em chào em. Ồ khỏe anh. Khỏe. Dạ thì anh Trung. Anh Trung, trong cái thời gian vừa qua thì ở An Giang cũng có xuất hiện một cặp trâu mà mấy anh em thì thường hay cái chị đó thì cũng đi mua ve chai gì đó mà cũng nói là cặp trâu Tiên Đồng Ngọc Nữ, mà thì theo như tụi em biết thì hiện giờ anh cũng có sở hữu một cặp trâu y chang vậy, và anh có thể cho em biết coi cái cặp trâu này là nó xuất phát từ đâu mà anh có, rồi cái giá trị của nó có thể như thế nào hay anh Trung ha. Rồi hôm nay anh chia sẻ với em. Dạ. Hôm đó tình cờ là anh nhậu ở dưới quán đồng quê á. Dạ. Rồi nhậu chung với thằng cháu, mà cháu thường xuyên nó cũng lại đây nó nhậu hàng ngày. Dạ. Thì nó thấy cặp trâu mà đăng cái clip ở trên trên An Giang. An Giang đó. Dạ. Là cái chị mua ve chai chỉ mua được một cặp trâu mà về á là có người ta trả hàng trăm triệu đồng rồi. Dạ. Thì nó mới ra nó, chú Trung ơi, cặp trâu của chú á là bị mất hay gì rồi, có người đổi có hai thùng bia mà cuối cùng chỉ trả có 200 mấy chục ngàn ha. Dạ. Bị nó không có coi nhà máy. Cái quán hồn đang nhậu nói trời ơi, mà bị nhà thì vợ của anh đó bán ở đằng trung tâm y tế, tưởng đâu có điện nhà, cái chạy về nhà coi thì còn mới trở lại nhậu tiếp, tưởng đâu mất anh. Tưởng đâu là cặp trâu bị người ta đổi có hai thùng bia mà. Yeah. Mà cái cặp trâu này thì mình sở hữu này là cũng khoảng 20 năm rồi. Yeah. Lúc đó còn quê còn ở Đốc Ninh Kiều á, mua bán lúa gạo, rồi đó có tàu mua lúa. Yeah. Nói chung là anh em là toàn bộ từ người thứ hai cho tới thứ út á, chị thứ hai với năm em trai là đều là mua lúa hết. Dạ. Mà thường xuyên hàng năm gần tới Tết á, là đi mua lúa ở bên Campuchia. Dạ. Mua thơm lại với sóc miên á. Rồi dạ. Bữa đó qua bển đi qua bển mua nhiều lần rồi quen biết, thành dạ. ra vô sóc mà mua lúa trồng mới gặp có một cái gia đình có thằng con nó làm đội bốc xếp, đội trưởng đội bốc xếp của cái bến lúa ở Tà Bét á. Dạ. Rồi thành ra về nhà chơi thấy cặp trâu mới hỏi ngỏ ý mua. Dạ. Nó thấy nó chơi thân, nó thấy phái quá trời đi, mới để cặp trâu này lại cho lúc đó là tính ra mấy triệu tiền Việt đó. Dạ. Mà cách này gần 20 năm, gần mà mấy triệu đó cũng nhiều anh. Là năm 2001-2002 vậy, qua năm nước đầu lụt lớn đó. Dạ. Như là năm 2000 nước lụt lớn. Lụt lớn. Chắc năm 2002 là cũng 21 năm rồi. 21 năm mà lúc đó mà giá trị mấy triệu bạc, thời đó cũng giá trị lắm. Giá trị lắm. Dạ. Rồi thành ra về thì cũng thử mình phái chơi cái dạng đồ cổ á. Dạ. Rồi thành ra siêu tập vậy thôi. Dạ. Rồi cái tình cờ là bữa hổm á đi nhậu dưới đó rồi mới thấy cái thằng ấy đó, nó mới nói cặp trâu của ông gì mà ta lụm hay gì rồi nó giống tiệt tối. Dạ. Cái coi về xem đi xem lại cái clip rồi coi từ cái sấy của con trâu. Dạ chi tiết. Rồi chi tiết là giờ quá giống đi rồi, bữa đó nhậu với cũng thằng cáo luôn. Nó mới thấy cái số điện thoại trên cái clip của YouTube đó. Dạ. Mới điện ở bển, có mấy ngày nay có mấy anh em YouTube ở An Giang với Gạch Giá qua. Dạ. Rồi xem rồi hôm nay có thằng em này nó cũng là đại diện thanh của tháp mờ rồi bên YouTube, rồi thành ra qua đây quay. Dạ. Clip anh nó nặng nha, anh nặng hơn đâu anh, nặng nó nặng là một ký tám, con là 3.6 kg, hai con 3.6 kg. Rồi bữa đó là nói chung anh em qua cũng có coi nói là đồng lạnh gì đó ha. Dạ. Như thế nào thì không biết, mà chủ yếu là mình mua về thái chơi đồ gỗ. Dạ anh. Rồi vậy là cái này mình có thử là nó bằng cái này trên màu vàng á, mạ vàng, còn ở dưới này thì cũng như là nói đồng thôi chứ thật sự là chưa có, mình chưa có cái một cái nhà nghiên cứu, một cái nhà khảo cổ này là xác định đây là đồng gì ha. Chỉ mà là... nhưng mà đâu có cho ai đâu, chỉ để coi chơi. Dạ. Bữa đó tưởng không mất rồi hổm lại thấy bên giá trị thôi. Thật sự ra mình thì thật sự là nó là đồ gỗ thôi chứ thật không? Sự đồ gỗ thì theo như mấy bạn nói là đây là kim đồng ngọc nữ mà. Nhưng mà thật sự vậy không anh?
Rồi đây là Nam nè. Đây là Nam nè. Nữ nè. Kim Đồng nè, đây là Ngọc Nữ nè, mà người Nam này là chở cả cởi con trâu này là con trâu đực luôn nè nè. Nó trâu đực nè. À trâu đực luôn. Rồi, trâu anh nó có cái chữ tàu đây nè. Rồi, mình có chữ nhưng mà mình không biết cái chữ đó là chữ gì. Không, ha? Thật sự là không biết. Rồi cái đọc cái quyển sách này cũng có cái chữ chữ tàu trên cái trên chữ tàu trên Kim Đồng. Rồi, dạ. Cái Nguyễn Kinh. À cũng có chữ tàu trên đây luôn. Ồ nặng rất là nặng ha mọi người. Đây là con trâu đực. Còn đây trâu cái đây là cái trâu cái. Trâu cái nó không có bộ chỉ huy đó. Dạ. Rồi, bên trâu cái này là Ngọc Nữ là có cầm một bó bông sen. Sen với thỏi vàng. Một thỏi vàng. Dạ. Còn ở bên đây đó là đây là Nguyễn Kinh sách kinh kệ nè treo lên cái sừng trâu. Dạ. Đang đọc sách. Mình nghĩ mình mua chơi chứ mình không nghĩ nó là một cái giá trị ha anh. Rồi tới bây giờ thì sau khi mà bên An Giang xuất hiện một cặp trâu đó thì mình mới thấy là cặp trâu của mình nó mới có giá trị nè. Bởi vì anh đó là sở hữu mấy cái này đó thì nó cũng bị mình khoái chơi siêu tầm đồ cổ, ví dụ nhà anh là toàn bộ là ví dụ như cái đó là nu con đại bàng đó là bằng nu nghiến. Dạ. Rồi cái bình bông nó cũng bằng nu luôn. Dạ. Nu á. Rồi ông này là gỗ hương. Dạ. Nguyên cái kệ TV này là nguyên một cái gốc cây ôm đá luôn đó. Dạ. Ôm đá rồi sau đó là một cặp chuột đó là vợ chồng tuổi Tý, vợ tuổi Tý luôn đó là ôm đá luôn. Dạ. Cái này là cái trứng này là bằng là trứng gồng nè như dãy gồng nha. Dãy gồng. Là cái trứng này là bằng đá cẩm thạch. Dạ, anh Trung ở đây thì anh Trung cũng sở hữu nhiều cái đồ vật mà phải nói cổ á mọi người. Rồi, cái này là dạ. Mai điểu là chim. Còn dạ. Còn đây là bộ phước lộc thọ. Dạ. Còn đây là cái này là thượng bùn siêu gió là bằng gỗ luôn. Bằng gỗ luôn. Đây. Dạ. Rồi vậy trên ấy còn nhiều lắm. Trên lầu hả anh? Đây trên lầu. Mi dạ. Nha. Anh. Nhà cái em thấy anh có một cái này nữa nè. Một cái này đây, lạ nó giờ em cầm hoài nè. Cái đó là gạt đàn thuốc là công mà cái đó là đồng nó cũng cổ xưa đó. Cũng chữ tàu gì không anh ơi. Rồi đó. Em mới phát hiện anh có một cái gì lông đầu chảm hổ đầu chảm gì đó. Cái này là một lông đầu chảm là của Bao Thanh Thiên là để chém những quan lông đầu chảm. Lông đầu chảm là hồi xưa Bao Thanh Thiên là cẩu đầu đao là để chém những người mà là thấp tầng thấp chút. Là tầng lớp thấp là dân thường dạ. Mắng mẹ. Còn cái này là của bộ tộc trong lông đầu chảm. Mà cái này anh cũng mua ở đâu? Bên Campuchia luôn hả? Cái này là cũng siêu tập hồi đó thì mua ở bên Campuchia luôn đó. Dạ. Yeah. Bị gì phái đồ gỗ gặp là mình mua thôi. Đây đồ gạt tàng thuốc. Cái này con phụng mà đây cũng giá trị, cũng cái chữ gì dưới này mình hữu chiến cũng không biết luôn. Thì sở hữu nhiều cái bộ lư cổ của để trên bàn thờ ngoại là dạ đâu cho anh có thể cho em tham quan cái ngôi nhà anh tí xíu để chiêm ngưỡng những cái cổ vật của anh Trung. Giống như mình chơi đồ cổ là mình theo phong thủy mình chơi phải chơi anh. Wow, bộ lư thờ ông ngoại. Wow. Đây là cũng cặp bình này là bình cổ nha. Dạ. Bình này trên đây quá trời đồ. Cái này những cái này bằng đồng không à anh à? Bằng đồng. Cái bộ lư này cũng bằng đồng luôn à. Ồ. Lư này lư cổ luôn đó. Rồi hai con hạt ở trong nó, nguyên bộ lư đó là nó là 5 món. Dạ. Hai cái bình bông đó cũng bằng đồng luôn. Bằng đồng hết à. Là 7 món đó. Dạ. Đây là đó. Đọc thần thư này bằng gỗ quá thật. Đọc thần thư. Đọc thần thư là cốc ba chân nó bằng gỗ quá thật nè. Dạ. Cái này là gỗ nè, gỗ nó quá đá cưa nè. Nè nó cưa là sớt cây nè. Nè phải không? Gỗ quá đá là có thật nha. Gỗ quá thật. Nè, sớt gỗ mà nè. Dạ. Là do nhung năng của núi lửa. Dạ. Còn cái này là nu. Nu mình mới quá đây nè. Dạ. Cây nè. Dạ. Cái này là cái con này cao luôn. Đây là có cái phòng mà để cho đàn nhậu. Phòng mà để tiếp khách chơi. Đây, cục nu này mình bông tự nhiên. Là cục nu đó là tự nhiên vậy đó, nó thành như giống như lùm lon á. Dạ. Sao đây là nu nè, chứ không phải là ai đục tiệm gì hết.
Dạ. Vậy thôi. Dạ. Đây là ông Phật Như Lạc ôm đá. Ôm đá luôn ta. Ừ, ôm đá tự nhiên không chứ đâu phải. Vậy là, để đây làm gì? Vậy là nguyên một cái khúc cây nguyên ôm đá. Nguyên khúc gốc cây. Người ta mới tạc tượng. Nghệ nhân tạc tượng ra. Wow. Còn cái ông này là bằng hương. Dạ. Còn này là bằng gỗ. Cũng bằng gỗ luôn. Được. Còn đây. Còn này là bằng nu luôn mà nu thao lao á. Dạ. Còn phải này là bơ bu. Còn cái này là nguyên khúc gốc cây luôn nè. Dạ. Rồi ông này là ông Thọ á. Cũng là bằng gốc cây tự nhiên luôn. Dạ. Còn cái này cái giá để gụ mà gỗ lũa. Gỗ lũa. Gỗ lũa người ta tạc ra. Johnny Walker. Còn cái này đầu con bò à, bò châu Âu, cái sừng châu Âu bò thật luôn. Nhưng mà cái da thì nó đóng vô. Rồi bây giờ nó hớt da từ từ ra cái này. À còn lông, còn lông ha. Dạ, 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 dạ. Rồi đây là cũng cái giá định gụ bằng gỗ tự nhiên luôn. Dạ. Đây là cái giờ là hương mà nu hương. Nu hương. Ờ cái nu với cái cục nu nó ra là nu tự nhiên. Dạ. Rồi đây là mới nói tạo nhiên một cái gỗ lũa là cá này, cá La Hán nè. Rồi nè, cá La Hán cái này bột sống. Dạ. Còn đây là tam sư cầu đại là ba sư tử. Rồi quả địa cầu là tam sư cầu nè, đại là đại bàng là kể như cho mình làm tam sư cầu đại. Ừ, dạ. Là ba con sư tử. Rồi có quả cầu, rồi tới đại. Tới đại là tam sư cầu đại là cầu cho mình là kể như là làm ăn phát đại, nâng lên vị trí mới á. Vũ Chiến phải nói. Đây là một cặp công này á là nó tự nhiên là phu thê viên mãn. Wow. Tại vì cho em nhắc lại anh tí. Ừ. Tại vì anh chung ở đây anh chơi một cái nào là nó cũng phải có một cái phong thủy cái đó, ý nghĩa. Dạ đúng rồi. Còn đây là củ sâm ngàn năm nha. Có được không ạ? Cái củ sâm là tự nhiên nè. Là gỗ nhưng mà cái này là gỗ lũa nè. Dạ. Đó là củ sâm. Dạ. Còn gỗ đi gỗ đảo. Gỗ thì gỗ gỗ mà ở đây là gỗ sâm rồi đinh lát rồi gỗ này là gũ sim của Phú Quốc. Dạ. Vậy này xăm, này xăm. Còn gũ tay thì đây. Đây tay. À, đây là cái phòng ăn nhậu. Cái phòng để ảnh. Cái góc mai này là mình làm đúng nha. Cái mai khô á. Dạ. Cái góc rồi nó đầu gắn lên để tết kim chân. Dạ. Cái mai mắt này ma bẩn lắm. Ồ, rồi cái phòng để ảnh tiếp ảnh để có bạn bè tới ăn nhậu chơi đây. À. Màn hình karaoke đều có sẵn. Dạ đẹp quá anh Trung ơi. Oh, tuyệt vời. Đây là phòng lại đây là nó mát. Dạ máy lạnh. Rồi anh em mình có thể xuống được anh. Dạ em tham quan tí xíu quá trời đẹp luôn rồi. Ừ, phải là bổ rồi nha. Dạ. Mới xin làm được mấy món đó đi. Dạ. Đằng trước anh cũng chơi rất nhiều kiển. Tôi lát. Phòng ngủ cũng có là bổ. Dạ. Đâu anh? Ồ, cái này là phòng cái này là phòng ngủ của anh. À, nè, đây cá này, hai cặp cá chép. Wow. Cái lồ cái này là cái đèn này bằng muối giá, không gỗ luôn là để mình ngủ không cho nó cái muối nó tan theo đó cho nó bị trong máy lạnh thì nó không có cái muối nó không có tan á, bị gì thay vì cái mùi xương phải không? Là nó sẽ hơi mặn. Dạ. Cái muối này nó tan từ nè nó chảy xuống. Dạ. Rồi nó tan ra nó vậy đó. Anh nói nãy muối gì? Muối. Muối đá. Muối đá. Là đá muối nha, nó viết thì nó quá thạch luôn á. À. Nó thành đá nhưng mà nó vẫn chảy. Dạ. Là muối đá. Muối đá. Cái này là ở trên thị trường ta xài nhiều. Ồ mọi người ơi, tuyệt vời luôn nè. Là phòng ngủ. Phòng ngủ. Ồ, có đồ toàn là đồ những cái tí tí. Rồi hai chồng tuổi tí, hai chồng. Bên đây cũng chuột lắm. Dạ. Con phá đừng phá nè con. Ồ, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, vậy dạ, đi. Rồi. Bây giờ mình xuống dưới lầu mình tâm sự với anh Trung chút xíu. Về cái những cái đồ vật của ảnh. Đi xuống cái gì con? Đi xuống. Từ từ nha, té nha. Con thấy nhà bác Trung đẹp không? Hả? Đây nè. Dạ đây là cái phòng khách tiếp khách thứ hai nè. Đây. Đó. Wow. Nó cũng hồ cá cái bình đó là bình cổ mà dám đục ra làm cái ấy nước trời đó. Wow, trời có cái hồ cá đẹp quá trời luôn mọi người.
rồi dưới đâu có nè. À. Wow. Đó, cái đó ừ cá luôn đó nha. Cái bàn mà để cái cặp nhà voi á. Dạ. Đó cục đá bệnh á. Nguyên cục đá bự anh, cái cái này nguyên hả? Nguyên cục đá luôn, đá không ổn dưới luôn đó. Đây ha. Dưới đất đó. Ờ à, đó kìa. Đó, từ đó. Cây ngậm đá. Ừ. Dạ. Yeah. Nói chung là ở đây là độ ổn dưới chặt lắm mấy. Ừ. Đập thần thư đó là bằng bằng gỗ xá xị. Đập thần thư gỗ xá xị. À, còn cái cây bán ngón này cũng là gỗ dữ luôn nè. Vậy là anh đi là anh gặp cái gì là mình thích là mình phải, thấy cái gốc cây này là gốc phải kỹ. Cổ mà được, phải cổ mà được. À, kỹ này là về tự làm. Dạ. Đẹp quá anh Trung ơi. Rồi anh những cái này mình chơi thôi chứ mình không có mình tụi em đến quay chơi thôi chứ mình không có không có nhu cầu bán phải không? Ờ không có nhu cầu bán mà để mình nói luôn. Để mình nói đừng cho anh em nhiều cái biết chứ để nhiều cái gọi điện rồi kiếm anh rồi hỏi mua đồ rồi thì mệt lắm. Khi nào anh thật sự thì tới Tháp Mười chơi đi. Rồi muốn gì đó thì tính. Rồi à, muốn ghé anh Trung chiêm ngưỡng những cái cổ vật thì sẵn sàng. Sẵn sàng. Nhậu chơi luôn. Nhậu chơi bình thường. Hoặc là chia sẻ gì đó. Dạ. Dạ. Thiệt em mới thấy luôn ta. Công nhận. Nhưng mà mình đó anh thì mình cũng chưa có một cái nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ nào để xác định được cái giá trị của cái cặp trâu này hoặc là những cái này. Đúng rồi. Dạ. Chưa có mà nhưng mà mình chỉ chân chơi thôi chứ mình cũng chưa có đi thẩm định nó là thời niên đại nào hay là cũ ở của ai ổ ở thời nào. Dạ. Yeah. Nhưng mà mình sở hữu nay cũng là 20 mấy năm rồi. Mấy năm trời. Thì tới năm 2009 á là sanh nhỏ gái Út đó là nó cũng tuổi sủng luôn. Nhưng mà anh hồi lúc anh có anh thử hỏi mà lúc mình bên Campuchia là cái cặp trâu này cái chú đó có sở hữu là hồi lúc năm nào không? Không, bởi vì ổng là người Khmer mà ở trong đó là ổng nói tiếng Khmer không được. Ồ nói tiếng Việt ổng không biết. Nó tiếng Kinh mà không biết. Chỉ là mình vô nhà ổng chơi phải không là dạ. Con ổng nó biết chút đỉnh tiếng Việt thôi. Rồi nó nhờ thông dịch lại là nói mình phái vậy đó. Dạ. Rồi nói cái giá đó đó ổng bán không, ổng đồng ý thì mình trả tiền thôi chứ thật sự ra là ổng mình không có hỏi tới nữa. Mà dạ. Mua được mình cũng chết rồi. Rồi đâu có quan trọng là cái kia là cái gì. Dạ. Tại mình thấy mình mưu mình hỏi ý được mà ổng bán được là mình mừng rồi. Rồi bắt đầu là kính về à. Chứ thật sự ra là mà ổng cũng đâu có biết tiếng Việt đâu mà để chia sẻ. Dạ, dạ. Còn cái thằng thông dịch viên đó là nó nói lại là chỉ mua bán nó lỡ lỡ một nó hỏi lại thế hỏi ông kia ông có bán không được ông này mua rồi. Rồi nó hỏi lại rồi vậy thôi. Dạ. Rồi trả lời rồi nó được vài tiếng thôi chứ nó cũng không có nhiều không nữa. Còn mình thì chủ yếu mua được thôi đưa tiền rồi về để chơi thôi chứ. Mà công nhận em phải nói là anh sở hữu nó đã 20 năm rồi thì cái này có giá trị của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đúng, bây giờ hồi đó năm 2000 cho 2000 là lẻ 2 đi. Dạ. Lẻ 2 hay lẻ 3 gì đó mình không có nhớ. Nói dạ. Chung là bây giờ hồi 2000 là nhớ nước ngập đi nhà hồi đó lúc đó là ở chợ Đống Ninh Kiều. Dạ. Thành ra lên tới đây đó là sanh nhỏ này là năm mua nhà này là 2008 mà nay cũng 14 15 năm rồi. Dạ. Là cặp trâu này thì thường xuyên thì để ngay chỗ hay chỗ nước vậy đó. Dạ. Rồi bữa đó thì hổm gài nghe quý vô nghe. Tình ha, vô tình. Vô tình. Rồi hổm gài mới cất kỹ. Ờ dạ thưa chị các bạn thì hôm nay Vũ Chiến đến đây thì anh Trung anh chia sẻ cặp trâu này với ảnh dẫn Vũ Chiến đi tham quan một ngôi nhà của ảnh. Phải nói là Vũ Chiến mới là chứng kiến được những cái đồ cổ hoặc là những cái gì mà anh mua về anh chơi á thì phải nói là rất là tuyệt vời mọi người. Thì chắc có lẽ là anh em sẽ đến đây rồi em sẽ quay cặp trâu quay nhà của anh để cho tất cả những khán giả ai yêu thích đồ cổ của anh mình cùng nhau tới chiêm ngưỡng đồ chơi rồi mình bàn luận đồ chơi. Dạ, dạ chứ không có ý gì hết. Dạ. Thì phái chơi à. Dạ. Bất cứ ví dụ như tới cái đồ uống nước nè cái bình trà hoặc là gì là cũng toàn bộ là mình sưu tầm đồ gỗ đồ ngon đồ hết. Dạ. Thì đó Vũ Chiến chia sẻ clip này thì tất cả những anh em ở Đồng Tháp hoặc ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long ai có chiêm ngưỡng đồ cổ ai thích đồ cổ đến nhà của anh Trung ở đây ngay Tháp 10 thì cùng nhau để hàn huyên tâm sự. Dạ. Không mà lên cái clip này ở Tháp 10 này là quen lắm rồi vô là. Dạ. Clip này lên dữ luôn. Dạ. Chắc có lẽ là thôi em cũng xin phép anh Trung rồi chắc cũng xin phép tất cả quý vị khán giả Vũ Chiến sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một cái video tiếp theo. Chào tạm biệt. Dạ em chào anh. Rồi, dạ. Chào tạm biệt.